Alo, em Sóc đồ Mỹ chào anh em nha. Nay em quay con áo M65 dưới dàn đồ của em cho anh em xem nha. Đây. Trước tiên là em sẽ lên con áo M65. Con này thì phá nhôm ba tem nha. Cầu quay đầy đủ nha anh em, phá nhôm, hai đầu phá đều là hai đầu phá chính đều phá nhôm nha, phá cổ phá nhôm nha, phá chính đều phá nhôm. Con này tình trạng còn mới hơn 97-98% không lủng rít, màu rất là đẹp luôn nha anh em. Màu xanh rất đẹp, đầu phá nó ok. Bao đẹp luôn nha. Phá đầu phá xì cô view nha anh em. Đó, hậu phá đồ rất đẹp nha. Lốc bố là lốc bố caro. Đó. Em có con này thì đài ba tem. Em có xìm Mezum và Simon Xshot luôn nha anh em. Đó, anh em cần Simon Xshot thì báo em liên hệ em số điện thoại 0933232211. Em muốn ghi số điện thoại màn hình nha anh em. Lốc trong lốc trắng luôn nha anh em. Con này anh em lấy anh em là 8 triệu nha. Giá 8 triệu. Lốc bố là lốc bố trong lốc bố trắng à, lốc bố bột mì nha anh em. Con này bao đẹp luôn nha. Hàng chuẩn cấp phát nguyên viên nha anh em, không bị lủng rách nha, bao lủng rách cho anh em hay là dính sơn nhớt nha. Quảng cáo như thế nào thì áo như vậy nha anh em. Đó, sau lưng anh em thấy đẹp không? Không dính một miếng dơ luôn ha. Áo bao đẹp bao kỹ luôn ha. Không bị rách hay gì nha. Đó, hàng rất là chuẩn cấp phát luôn nha anh em. Đó. Đồ xanh túi xéo em cũng có này nha. Đây, đồ xanh túi xéo size small regular. Cầu vai đầy đủ nha. Áo rất là đẹp ha, nút thì nút lòi nè anh em. Nút lòi ha. Đây, còn bên đây là size medium. Ha, medium Legola sẽ lớn. Cầu vai nè anh em. Bao rất đẹp nha. Đó. Hàng chuẩn cấp phát luôn nha. Con này cũng đợi ba tem nha anh em. Đó, đợi ba tem ha. Đó, anh em cứ càng có liên hệ cho em. Đó, túi bầu luôn nè anh em. Nó dạt giữa nha. Có lỗ thoát hơi đầy đủ ha. Đó, hàng rất đẹp ha. Chuẩn cấp phát. Còn đây là áo mưa ha, vừa áo mưa, nó dạng áo giải dù nha anh em, vừa làm áo mưa mà vừa làm áo phát luôn ha. Làm giải dù ha, rằng ti ha. Con này em bán giá 2 triệu nha. Đó. Giá 2 triệu cho anh em. Còn đây là áo pilot, lót cam, xanh, hãng Alpha, đời 19 mấy em mua nè nha anh em, cái gì em coi tem. À, em cứ cần cứ liên hệ cho em đi, em báo giờ tên năm cho. Đây, khóa đầu đen ha, phải nhôm này nha. Đó, nhãn Alpha nè, chuẩn cấp phát luôn, mới tinh mấy 100% luôn nha anh em. Bo cổ rồi là không bị đổ cục lông luôn nha. Hàng rất là đẹp. Ừ. Hàng bao đẹp nha. Đây, áo thun áo phông thì em còn nhiều nha. Đây. Áo thun áo phông là áo trơn rồi cũng có đầy đủ ha. Nhưng mà áo này thì em chỉ có size M và L thôi nha anh em. Đó, M và L thôi nha. Đây, hàng chuẩn cấp phát nha anh em, made in USA ha. Này xanh trơn nè anh em, vải rất đẹp luôn, ngoài xanh là xanh ô liu. Đó, xanh hay dạng vàng à. Đó. Hàng bao đẹp nha. Đây. Bên đây là cũng túi cốc, một cái túi cốc nhỏ. Áo M65 lần ri. Caro lót à, lót anh M65 nha, có cổ luôn nha anh em. Lót anh M65. Đó, bên đây thì em có bi lót màu đông, hai lớp, ba lớp chứ, bi lót màu đông ba lớp chống cháy. Đó, em có đây bị lót chống cháy nè, bản mùa hè nè, một hai lớp nè. Đó. Bản mùa hè cũng có đầy đủ nha. Ở đây còn con đó nè. Đó. Bản mùa hè. Đó. Đồ sa mạc tiểu quân tiếng thì em có đầy đủ nha anh em. Đó, bộ đồ. Đó, Navy Seal nè, Navy Seal đồ cũng có đầy đủ ha. Hải quân, Navy. Đó. Đây. Rồi. Quay cho anh em xem bộ đồ. Cái quần của dành cho mấy bé nha, bé nhỏ ha. Quần này thì chiều dài của nó thì 83, lưng của nó thì 66 nha anh em. Bụng á, lưng bụng 66. Ừ. Lưng bụng 66 nha. Quần dành cho con nít nha anh em. Đó, bán 1 triệu nha. Quần thiếu quân lực chiến tem mát đầy đủ nha anh em. Đó, người lớn sao con nít y chang vậy luôn nha. Ừ. Đây, có tem mát đầy đủ nha. Ừ. Tem mà, tem ở trong mà size M rồi nha. Đó. Tem đầy đủ nha. Quần này bán 1 triệu nha, dành cho con nít nha. Rồi. Nón 6 múi. 6 múi. Tay bèo của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày xưa là nón tay bèo này là của Việt Nam Cộng Hòa. Đây, có in nhà may của đường Trần Hưng Đạo nè anh em, Sài Gòn nè, ở đây chữ Trần Hưng Đạo Sài Gòn nha. Của Việt Nam Cộng Hòa là Mỹ nó nhờ nhà may của Việt Nam
từ xưa ấy nè, từ công ty của nó may nên là in cái mộc ha, nón là nón của Việt Nam Cộng Hòa, chắc vải của Mỹ đầy đủ nha. Đó anh em cứ cần liên hệ em số điện thoại 0933 23 22 11 gặp cùng đồng Mỹ nha anh em. Chào anh em ha.